Chiều ngày 12 tháng 4, kênh YouTube Thơ Nguyễn đăng tải đoạn video tiêu đề Hello các em, thông báo về việc quay trở lại hoạt động trên nền tảng mạng xã hội này sau khoảng một tháng im hơi lặng tiếng. Người đại diện ekip cho biết kênh YouTube Thơ Nguyễn sẽ tiếp tục hoạt động mà không có Thơ Nguyễn. Chỉ có một mình tôi hoạt động nên kênh sẽ không thể sản xuất video liên tục như ngày xưa. Ngoài ra kênh cũng không bật kiếm tiền. Người này cho biết, năm chính của đoạn video cho biết mục đích chính của kênh trong thời gian tới là cố gắng đạt nút kim cương từ YouTube. Nút kim cương là biểu tượng dành cho nhà sáng tạo nội dung khi kênh đạt 10 triệu lượt đăng ký. Hiện kênh Thơ Nguyễn đã có nút vàng với 8,81 triệu người đăng ký theo dõi. Quốc clip người này không cho biết khả năng Thơ Nguyễn quay trở lại hoạt động YouTube trong thời gian sắp tới. Thơ Nguyễn là kênh chuyên sản xuất video hướng đến trẻ em. Theo Social Blade, kể từ khi thành lập vào ngày 6 tháng 3 năm 2016, tính đến nay kênh YouTube Thơ Nguyễn đã đạt gần 6,3 tỷ lượt xem. Mỗi tháng kênh này có thể thu về tối đa 420.000 USD. Vào tháng 3, thơ Nguyễn bị nhiều phụ huynh tẩy chay khi đăng video trên nền tảng TikTok nói về việc xin phí học giỏi từ bất bê mang thông. Ngày 16 tháng 3, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Hồng Thơ về việc đăng tải clip xin phí học giỏi gây hiểu lầm trong dư luận.